hành trình đi kiếm mấy cài quay cho cả nhà xem. Ui, mấy cài đang cài sấy dưới rồi nha. Có xe bò nữa. Kinh. Anh em cả nhà xem mấy cài thì qua kênh Miền Quê TV nha. Miền Quê TV xem mấy cài là chuyện nha cả nhà. Còn cái kênh này là mình Miền Quê quay là hành trình đi kiếm thôi. Xong rồi có chiếc vô nữa kìa nha. Cả nhà muốn xem mấy cài thì qua kênh Miền Quê TV nha. Còn cái này là mình hành trình đi kiếm mấy cài thôi. Hai con bò này ngay ăn chừng 10 kg bọt, 10 kg cỏ. Bò miên mà không cỡ. Đúng đó, mắc cỡ, nó mắc nhọn. Giật mình đi. Này bánh hơi. Cả nhà. Bỏ nó vô đây nè. Đó, mang vô ách. Đó, mang vô ách nè. Xong cái nằm võng đi về. Đây, nó không có chuông à, cái chuông nó ngộn à. Chuông là chuông của chuông riêng á. Chuông không phải chuông của bên Việt mình. Chuông mình chơi chuông đồng cà rem. Nó kêu không lại chuông này. Chuông này kêu thấp hơn à. Mua là có sẵn luôn hay không? Lại cái chuông này thấy nó nhẹ hơn chuông. Với lại cái chuông này thấy nhẹ hơn chuông của mình đây á. Nặng hơn. Nặng hơn mà nó kêu xa lắm. Ở khoảng trên gió này là cây số nghe á. À cây số nghe sao? Nghe luôn cùng. À tức là dưới gió, dưới gió cây số nghe luôn á. Cây số nghe. Dạ. Nằm cứ im im là nghe hết đó. Máy đi vô. Rồi cái gì cắt xuống rồi câu. Quay cảnh cảnh. Lấy nét cảnh cảnh. Ờ nó hỏi tới. Liếm điện thoại luôn. Thì nó liếm cái điện thoại nó cái xèo á. Rồi xong rồi. Rồi về, về nghỉ ngơi. Về uống nước ăn cỏ. Rồi lịch về xe tới luôn. Dí về nha cả nhà, dí 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 đó. Rồi xong luôn rồi, tạm biệt của chú anh chị các bạn. Wow, vườn cây xanh quá đẹp.